xin chào đón tất cả các bạn đang cùng đến với chương trình Sướng Thời Trang, một chương trình đầy thú vị và đầy sáng tạo, đúng không ạ? Các bạn thân mến, với chủ đề tuần này đó chính là dạ tiệc, chắc chắn các bạn trẻ của chúng ta cũng khá là quan tâm. Nếu như các bạn đi dạ tiệc mà không biết mình ăn mặc như thế nào cho đẹp và đầy ấn tượng, hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình tuần này. Minh Sù hứa sẽ có rất nhiều điều thú vị dành tặng cho tất cả các bạn. Và bây giờ Minh Sù xin được chính thức tuyên bố cánh cửa của Sướng Thời Trang mở ra và chúng ta chỉ hoạt động trong vòng 30 phút. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ những nhân vật vô cùng là quen thuộc, những người đã giúp đỡ cho những nhân vật của chúng tôi ngày càng đẹp hơn và tự tin hơn với Sướng Thời Trang. Đầu tiên đó chính là nhà thiết kế Helen Hoài, biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh, nhà thiết kế Hà Linh Thư và chuyên gia trang điểm Cao Tuấn Đạt. Xin chào các anh chị ạ. Ngày hôm nay quay trở lại với Sướng Thời Trang thì mình thường thấy rằng là các anh chị rất là rạng rỡ. Chủ đề tuần này của chúng ta đó chính là dạ tiệc. Chắc chắn ngày hôm nay chương trình sẽ đầy thú vị đây. Không biết là hai chị có hay đi dạ tiệc không ạ? Bản thân tôi thì tôi đi dạ tiệc không nhiều, chỉ trong những cái event bắt buộc thôi. Bởi vì là một người phụ nữ đã có gia đình nên là tôi muốn là dành tất cả những cái thời gian sau khi làm việc dành cho chồng và con. Theo cái kinh nghiệm của tôi thì với mỗi cái buổi party mình đi thì bao giờ thì mỗi người phụ nữ hay là người đàn ông đều muốn là những người khác nhìn mình phải có dấu ấn và phải có ấn tượng. Sau khi mà người ta không nói chuyện với mình nữa rồi nhưng người ta vẫn phải nghĩ đến mình và vẫn phải nhớ đến mình, bởi vì là trang phục của mình, cách mình mặc như thế nào đấy, mình lựa chọn màu sắc như nào đấy, thứ nhất là phải phù hợp với buổi tiệc ngày hôm đấy, thứ hai nữa là cái màu sắc mình phải chọn luôn luôn là phải sắc nét hoặc là đặc biệt hoặc là có nhiều sequin lấp lánh, thì đấy những cái dễ để làm cho mình nổi bật và đẹp. Dạ vâng, ngày hôm nay chị cũng khá là nổi bật với chiếc váy màu đỏ như thế và có một cái điểm nhấn ở trên mái tóc nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. Và chị Hà Linh Thư thì sao ạ? Lúc mà chị còn học ở trường đại học á thì chị có hay đi dự những buổi tiệc dành cho các bạn sinh viên không? Bản thân tôi còn là người tổ chức những cái tiệc cho các bạn sinh viên. Nhưng mà ở đây thì cái vấn đề đi tiệc ấy thì có rất là nhiều kiểu tiệc, chúng ta cần phải quan tâm đến nội dung của bữa tiệc. Tại vì có những cái tiệc thì người ta sẽ yêu cầu những cái điều đặc biệt, ví dụ như là thêm là mặc màu hồng hay mặc màu xanh hay là mặc màu đen. Tôi nghĩ rằng yếu tố đầu tiên mà khi chúng ta đi thì chúng ta cũng phải phù hợp, trừ khi là chúng ta muốn là chơi trội. Đôi khi cái sự nổi bật nếu như là mình lại thành một cái người mà lạc lõng. Đi dạ tiệc ở đây thì chắc là nó, nếu mà nói về giới trẻ thì nó nghiêng về phần gọi đi form. Ở nước ngoài tổ chức những đêm tiệc dành cho sinh viên năm cuối hoặc là để giao lưu, để gặp gỡ những các bạn sinh viên mới, thì khi mà đi tiệc như vậy thì rõ ràng ai cũng muốn mình được nổi bật để cho mình có một đôi nhảy thật là thú vị chẳng hạn, hoặc là mình là một người cô đơn thì lúc đấy đến đấy mình sẽ có những người bạn quan tâm mình hơn. Tôi nghĩ là đi tiệc thì nó cũng liên quan nhiều đến cái môi trường tổ chức tiệc đấy nó như thế nào. Thì ví dụ một trường mà không quen làm form bao giờ cả mà tự dưng bạn đưa một cái văn hóa nó rất là nước ngoài vào, nó rất là Tây hóa vào thì rõ ràng nó cũng không phù hợp. Và với những sự gợi ý và những sự chia sẻ của các anh chị ngày hôm nay thì chắc chắn các bạn khán giả của chúng tôi cũng suy nghĩ riêng cho mình ở trong đầu về câu hỏi mà Minh Sù đặt ra, đó chính là nếu như các bạn tham gia một buổi dạ tiệc ở trường mà các bạn tổ chức thì bạn muốn trở thành một người nổi bật hay là một người cô đơn một mình với những bộ trang phục cá tính riêng? Hãy tương tác cùng với chúng tôi với câu hỏi này ở trên fanpage của Sướng Thời Trang để các bạn cũng có cơ hội nhận được phần quà, đó chính là phí mua hàng online của Zalora trị giá 200.000 đồng. Các bạn khán giả thân mến, ngay bây giờ hãy cùng nhau gặp gỡ bạn nhân vật của chúng ta trong tuần này. Em là Nguyễn Thị Huyền, em là sinh viên năm nhất của Đại học Ngoại thương. Em rất vui khi được đến đây, được các anh chị tư vấn. Bởi vì trước đây em là một người có phong cách mà rất là đơn giản. Không sao, bạn đừng e rè, bởi vì là tất cả các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bạn, cũng như là các anh chị stylist sẽ đưa ra những gợi ý cho bạn có thể có nhiều sự lựa chọn hơn, có được không? Thoải mái ha. Vậy thì bây giờ để nói về phong cách thời trang của bản thân mình thì bạn nghĩ là bạn sẽ nói về điều gì?
Em thấy là đơn giản. Đơn giản. Gần gũi với mọi người, không có gì nổi bật. Bạn tự tin nhất điều gì cho cơ thể của mình? Mình tự tin nhất là đôi mắt. Rồi, nhìn thẳng về phía các anh chị. Trời ơi, đủ quyến rũ chưa à? Còn điều gì nữa không nào? Một cô gái rất là dễ thương của tôi. Em được mọi người khen là có tóc đẹp. Nhưng mà nếu như để thay đổi với một phong cách hoàn toàn mới thì bạn có đồng ý là cắt đi mái tóc của mình không? Em đồng ý. Em nghĩ là cắt đi rồi thì tóc sẽ mọc lại, nó còn đẹp hơn trước. Qua cái cách mà em lựa chọn đồ thì tôi nghĩ rằng là em chưa có con mắt hay là cái nghiên cứu về thời trang. Nhưng mà có thể là do cá tính của em, tôi nhìn được rằng là em là một cô gái thông minh, chỉn chu. Tuy nhiên thì em nói là em có đôi mắt đẹp, nhưng mà nếu như em để mái tóc che hết mắt như này thì không ai nhìn thấy cái vẻ đẹp của em. Và rõ ràng khi em bỏ kính ra thì mắt em rất đẹp. Em có thể là lựa chọn cái kính nào để nó sáng hơn. Thứ hai là em phải hất cái tóc lên. Thứ ba là em có thể đeo len để nó phô diễn được cái vẻ đẹp nhất của em, và cái mà khiến cho em tự tin nhất. Người nói em là mặt rất là to nên em cố ý để tóc che hết mặt để cho nhỏ. Em che như này thì nó vô hình chung nó làm cho ngắn mắt của em lại. Nếu như em che thì em phải che hai bên chứ không phải che cái chiều dài của mình. Em có thể cắt những cái kiểu tóc nó ngắn xong nó ôm vào hai cái phần má của em ấy thì nó sẽ được nhiều. Tôi muốn em thay đổi một chút ở mái tóc của em, tại vì là không phải là người khác che mặt em to mà em để cái tóc che hết mặt như thế không hả? Điều đầu tiên là mình phải có một cái tư thế, một cái gì đấy mình phải tin vào bản thân mình. Mình phải kiêu hãnh về mình là sinh viên này và mình trẻ, mình đẹp. Sau đấy thì khi mà mình khoác lên người những bộ quần áo đẹp thì nó mới đẹp. Vậy thì ngày hôm nay có một câu hỏi nữa dành cho bạn, đó chính là nếu như mà trường của chúng ta tổ chức dạ tiệc, bạn muốn mình sẽ là người nổi bật hay là một cô bé lọ lem ạ? Muốn có một phong cách riêng của mình. Phong cách riêng của mình. Khi mà có phong cách thì chắc chắn là sẽ nổi bật. Nổi bật. Vậy là bạn lựa chọn cái phương án A của chúng tôi là nổi bật đúng không ạ? Và ngày hôm nay không biết là bạn có nổi bật hay không, hãy cùng nhau chờ đợi nhé. Và các bạn khán giả hãy tương tác cùng với chúng tôi theo câu hỏi mà Minh Sùi đã đưa ra cho tất cả các bạn trên fanpage của Xưởng Thời Trang. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau dành tặng cho bạn một món quà đầu tiên, đó chính là sự gợi ý của stylist Bob Hanna. Xin chào bốn giám đốc sáng tạo cùng bạn Hiền thân mến. Bông Hana xin giới thiệu hai cách mix đồ cho bạn để đi dạo phố, đi chơi hoặc là đi gặp gỡ bạn bè, xem phim. Xu hướng năm nay thì là màu pastel lên ngôi. Mình mix cho bạn một chiếc váy free size thì bạn cũng hơi là tự ti về thân hình của bạn, nhưng mà không sao đâu, bởi vì chiếc váy free size của mình sẽ che mọi khuyết điểm của bạn. Mình sẽ mix cho bạn ở bên ngoài là một chiếc áo khoác, một đôi bốt trắng. Sự gợi ý thứ hai thì mình mang đến cho bạn một chiếc quần giả váy và kèm theo đó là một chiếc áo sát nách để che đi bắp tay của bạn. Thì mình chọn cho bạn một chiếc áo măng tô màu đen. Còn phụ kiện ở đây thì sẽ tôn lên vẻ nghịch ngợm hoặc là vẻ quậy một chút của bạn. Make up thì mình chọn cho bạn tông màu nude với cả môi màu nút, và điểm nhấn là đôi mắt. Mình sẽ đánh highlight. Màu môi thì mình sẽ đánh bờ thôi và cũng không quá là đậm đâu bạn ạ. Về phần làm tóc thì mình sẽ chọn hai kiểu tóc cho bạn. Bên một bên là kiểu buộc tóc đuôi ngựa. Ông Hana là người rất là cố gắng trong công việc làm stylist. Tuy nhiên thì em mắc một ý tưởng là cứ để ý vào những nhược điểm của nhân vật mà không nhìn tổng thể. Ví dụ mà em thấy vai to phải che vai đi đúng không? Đừng như thế mà hãy nhìn tổng thể, hãy nhìn lại nó khách quan hơn một chút thôi. Và đặt mình vào vị trí của bạn ấy để xem là nếu mà tôi là bạn tôi mặc cái gì. Cái bộ này nó cũng hơi bị cầu kỳ quá. Ví dụ bạn chỉ giữ cái áo ở trong thì tôi rất là hài lòng, bởi vì nó đúng là freestyle thì nó giúp được cho bạn ấy nó trẻ lên nữa đấy. Và cái áo ở ngoài vô hình trông làm cho cái bộ này nó hơi giống quý tộc. Và kết mặc ban ngày thì nếu mà để cho trẻ thì hãy mặc với quần short. Tôi thì tôi thích cái gợi ý thứ hai của em dành cho nhân vật, đấy là quần giả váy cộng với cái áo crop phía trên đi với cái đôi bốt cổ ngắn. Trông ấy sẽ rất là năng động và trông rất là đẹp. Nhưng tuy nhiên là em nên thay đổi màu thành cái màu ban đầu của em là màu pastel ấy. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái set đồ lý tưởng cho bạn gái của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng cái tự tin là cái điều mà mang đến cho bất kỳ ai cái vẻ đẹp nhất, chứ không phải là trang phục. Trang phục chỉ là cái thứ đi sau. Tôi nghĩ rằng là cái lựa chọn của em về màu trong cái bộ này thì cũng là một lựa chọn tốt. Vì tôi thích là cái màu xám này, cái màu trung tính. Style makeup này khá ok cho bạn nhân vật ngày hôm nay. Còn về tóc thì tôi nghĩ mái tóc Tết mà phải xé thật là to, thật là phồng thì mới là đủ để che được cái hai cái xương quai hàm của bạn ấy. Bây giờ em rất là nóng lòng muốn thử cái rất nóng lòng đúng không ạ? Và ngay bây giờ Minh Sùi xin được tuyên bố là cánh cửa của Xưởng Thời Trang của chúng tôi đã mở ra. Xin mời bạn bước vào.
bạn đã thay đổi lên rất là nhiều rồi. Bạn có thể cho Minh Sù và tất cả các bạn khán giả cũng như là bốn giám đốc sáng tạo của chúng tôi được biết cảm giác của bạn khi mặc bộ trang phục này không? Em cảm thấy rất thoải mái. Tuy chưa được nhìn vào gương xem mình như thế nào nhưng mà em nghĩ là sẽ rất là đẹp. Em thích nhất là cái chiếc áo khoác. Rất tiếc là bạn thích cái thứ mà chúng tôi đang định bảo yêu cầu bạn gỡ ra. Bạn thử bỏ cho tôi chiếc áo khoác ra xem. Bỏ nó cái tủ ra. Cái với cái phòng này thì bạn không lộ được ra là nhược điểm cơ thể của mình bị nhiều. Bạn mặc một cái bộ đồ nó đơn giản hơi freestyle như này thì tôi thấy là sự phù hợp nhất. Sự phù hợp với sự nhẹ nhàng và sự thanh thoát đối với khuôn mặt của em rất là hợp và cái thân thái của em tốt hơn. Tôi thích mái tóc của em, đúng là cái màu hồng phấn này rất là hợp với em. Chị cảm thấy là em rất là xinh đẹp và rất là đúng với độ tuổi của em. Ước gì em có một đôi thể thao màu trắng cao cổ thôi, tuyệt vời không cần gì để nói. Hồi nãy thì Huyền có nói là chưa được nhìn ngắm bản thân mình ở trong gương đúng không ạ? Bây giờ hãy cùng nhau xoay lưng lại để nhìn thấy hình ảnh của mình nhé. Xin mời. Và các bạn khán giả cũng nhìn thấy được một cái hình ảnh rất là năng động, trẻ trung và rất là mới với sự gợi ý thêm của các giám đốc sáng tạo của chúng tôi. Và chắc chắn là các bạn cũng sẽ có ý kiến riêng của bản thân mình và hãy tương tác cùng với chúng tôi trên fanpage của Xưởng Thời Trang để có cơ hội nhận được phần thưởng, đó chính là một phiếu mua hàng online của Zalora trị giá 200.000 đồng các bạn nhé. Và bây giờ thì Minh Sù xin được tặng cho bạn một món quà, đó chính là sự gợi ý của một stylist tiếp theo, đó chính là bạn Tôn Hồ Anh. Xin mời. Hôm nay thì em mang đến cho bạn một phong cách đó là rock chic. Khi mà tiếp xúc với bạn Huyền thì mình thấy là bạn Huyền là một người có tính hướng nội. Vì thế nên mình muốn kéo bạn ấy khỏi cái tính hướng nội đó và hòa vào một cái môi trường mà nó năng động hơn nữa, nổi loạn hơn. Năm nay thì có một cái xu hướng mà khá là hot nhưng ít người biết đến, đó là khối đồ sau phong cách từng lớp, layer. Mình chọn cái trang phục mà nó ngắn thôi, nó chỉ khoảng tầm đầu gối. Ví dụ như là bạn có thể kết hợp quần sóc hoặc là những cái chân váy xòe một chút, nó không quá to. Bạn có thể kết hợp một cái áo phông hay một cái áo sơ mi. Thì bên ngoài bạn có thể mặc thêm, đó là một cái áo quây với chất liệu da hay là lưới. Thì và mình kết hợp cùng với bạn là áo da, áo khoác da thì bạn có thể trườn được ra bên ngoài. Còn đây là cái set đồ mà mình đã chuẩn bị cho bạn. Do bạn Huyền hiện tại thì mái nó hơi ngắn một chút thì mình không thể giãn ngôi được, thì mình hướng cho bạn đó là bạn có thể kẹp tóc và sau đó thì làm phồng xoăn xoăn hai bên một chút. Vì cái cơ mặt của bạn nó hơi to nên mình muốn là khi cái xoăn đó thì nó sẽ cụp vào bên trong để che bớt đi hai cái bên má của bạn. Về make up thì mình hướng đến cho bạn là sử dụng hai màu son môi, có thể là màu đỏ tím cũng đang hot hiện nay, hoặc là bạn sử dụng với màu đỏ. Bạn nói là bạn tự tin với đôi mắt của mình, vì thế nên là mình không muốn là bạn làm mất đi cái khuôn mắt của bạn, vì thế nên mình chỉ sử dụng rất là đơn giản, đó là bạn kẻ một cái đường line mắt thôi, thì kẻ về mắt để cho mắt của bạn nó sâu hơn một chút, còn làm có thể khoe được cái đôi mắt của bạn vì đôi mắt của bạn rất là đẹp. Em cảm thấy bộ trang phục này khác xa với những bộ trang phục mà em tưởng tượng. Đôi lúc thì nổi loạn và phá cách thì là một cái điều rất là tốt, nhưng mà đôi khi thì chúng ta lại có thể là nghĩ tới những phương án an toàn. Khi mặc lên sau đấy thì em nên ngắm lại. Giữa sáng tạo với thực tế thì là nó rất là khác nhau. Tức là em hoàn toàn có thể thay đổi, em có thể bỏ áo sơ mi đi, em bỏ áo khoác đi, em bỏ áo di lê, em bất kỳ cái gì để ra được cái là đẹp nhất. Ngoài cái việc mà mình nghĩ ra như thế này, mình phải có một cái khả năng gọi là thích ứng với cả hiện đại và nhanh nhạy với cả điều đấy và xoay chuyển tình thế, thì đấy mới là điều mà tôi muốn lưu ý ở các em. Người ta mới tiếp xúc với thời trang thì tránh nhất là người ta sử dụng cách phối layers, bởi vì nó rất là khó. Phối layers nó nhiều tầng nhiều lớp thì rõ ràng một người phải có thẩm mỹ tốt người ta mới có thể làm được điều đó. Thứ hai nữa là cái xu hướng rock chic này thì tôi e rằng là trình bày lên thì nó rất là đẹp, nhưng mà khi mà khớp cái sự đẹp của bộ trang phục của phong cách đấy với cả bạn nhân vật thì tôi đang sợ là nó sẽ chênh nhau. Lúc mặc lên thì chưa chắc đã hoàn hảo được như là khi mình bày trên mannequin hoặc là mình trình bày trên layout. Tôi thấy là tất cả những sản phẩm mà các em chọn đồ trông rất là chuyên nghiệp. Tôi cũng chắc chắn rằng là sẽ đẹp. Anh hiểu anh ạ? Tôi thì chỉ cho rằng là nó chỉ đẹp khi mà bạn đặt ở trên layout, đặt ở trên mannequin. Tôi chắc chắn rằng sẽ đẹp trên người mẫu của chúng ta. Để xem là cái sự phù hợp này có phù hợp hay không, chúng ta hãy cùng nhau mở cánh cửa của Xưởng Thời Trang ra và xin mời bạn Huyền bước vào. Xin mời.
sự rất là ngạc nhiên khi bạn mặc cái bộ trang phục như thế này. Bạn trông cá tính hơn rồi đó, bạn thấy như thế nào? Em cảm thấy bộ trang phục này rất lạ đối với em. Em rất muốn nhìn mình trong gương, em không biết là có khác xa với hình ảnh hàng ngày hay không. Bạn hãy tưởng tượng xem qua lời đóng góp ý kiến của các giám đốc sáng tạo của chúng tôi nhé. Tôi xin lỗi vì là bởi vì cái concept này sau khi lên thì nó bị quá nhiều, nó quá nặng nề so với em. Tôi nghĩ là cũng không sao, tại vì rằng là trong cuộc sống thì cần có những thử nghiệm, và qua những cái thử nghiệm đấy thì mình mới rút ra được cho bản thân mình là cái việc kế tiếp là mình phải làm gì. Đôi khi thì với kinh nghiệm của người khác dù là đúng thì vẫn không bao giờ có giá trị bằng là tự mình phải trải qua. Cho nên là cái việc này chúng tôi cũng sẽ không cần nói nhiều với người mà làm ra cái bộ trang phục này sẽ tự nhìn nhận và tự đánh giá và tự cảm thấy rằng là cái kết quả của điều này nó như thế nào. Theo em thì cái bộ trang phục này nó khá là dài và nhiều lớp so với bạn. Em muốn là cái váy nó sẽ cao hơn và cái áo sơ mi kia thì nó không quá dài như thế. Thứ nhất là cái váy nó phải ngắn lên và cái áo sơ mi, và bỏ luôn cả cái áo gilet đi và giữ không có cái áo khoác ra ở ngoài và theo điều đấy một cái belt thật là dày. Thế là sao? Theo tôi thì em nghiên cứu kỹ hơn về cái trang điểm make up để thứ nhất là nó phù hợp với cả cái xu hướng trang điểm hiện tại. Thứ hai nữa là phải phù hợp với độ tuổi. Nếu như mà em là một stylist mà bạn là khách hàng của em thì coi như là em đã thất bại rồi. Dựa trên cái đôi mắt đẹp của bạn ấy có sẵn rồi, em làm một cái đường cat eye nó cũng đậm đậm lên một xíu, xong rồi em dùng cái màu môi bợt thì bạn ấy sẽ trẻ. Còn phần tóc, tai thì cái khuôn mặt bạn rất là sáng. Khi mà mình hớt hết tóc lên thì theo tôi nghĩ là em nên cột cái ponytail nó cao lên đây này, cột tóc lưỡi ngựa cho bạn ấy là hợp nhất. Cái việc mà bỏ bớt đồ ra, trông bạn đúng là em đang trả lại tuổi trẻ cho bạn ấy. Tôi cũng muốn nhắc lại với em là em có quyền thử nghiệm, nhưng mà sau cái thử nghiệm đấy mình phải học rút ra. Đó, lúc trước thì em làm cho bạn trở thành một cái cô gái hơi từng trải, và mình phải hiểu nhân vật và mình phải làm đúng họ, rồi làm cho họ đẹp lên và làm cho họ có thể thay đổi so với cái họ nghĩ, những cái bản chất con người họ mình phải giữ cho họ. Và tất cả các giám đốc sáng tạo của chúng tôi cũng muốn là hướng cho các bạn stylist khi tham gia chương trình xưởng thời trang cũng sẽ có được những cái sự gợi ý mới, những sự nhìn nhận tốt hơn và có được những cái sự tiến bộ hơn trong việc stylist của mình đối với những nhân vật của chúng tôi. Với những hình ảnh này cùng với hình ảnh này thì khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Bạn có thể xoay ra đằng trước cho các bạn khán giả của chúng tôi nhìn ngắm bạn. Và nếu như các bạn thấy thay đổi như thế nào thì cũng có thể đóng góp ý kiến của mình về cho fanpage của xưởng thời trang để có cơ hội nhận được phần quà, đó chính là một phiếu mua hàng online Zalora trị giá 200.000 đồng. Ngay bây giờ hãy tương tác cùng với chúng tôi các bạn nhé. Và cũng xin được cảm ơn hai bạn stylist ngày hôm nay, Bông Hana và Tôn Hồ Anh, đã giúp cho bạn Huyền của chúng ta có được hai sự gợi ý cũng khá là thú vị. Rất cảm ơn hai stylist đã giúp em thấy được mình trong những cái bộ quần áo mà em chưa được mặc bao giờ. Dạ. Nhưng mà bạn vẫn còn một cơ hội nữa cơ mà, một món quà nữa đến từ những giám đốc sáng tạo của chúng tôi. Thì từ chúng tôi đang muốn thử đẩy cho bạn một bộ trang phục để trông bạn khỏe mạnh hơn thì thế nào? Thì cũng dựa trên những cái kết cấu mà trang phục khỏe, ví dụ như là một cái váy nhưng mà rất là đơn giản thôi, nó không quá cầu kỳ. Một cái váy nó có cái kéo khóa ở dưới thì nó tạo ra cái sự khác biệt, và bạn vẫn giữ đôi tất như thế và đi đôi giày như thế kia. Ngoài ra một cái áo khoác dạng bom như này nó cũng rất là khỏe nữa, nó không bị lùng bùng quá và bạn mặc bạn có thể sắn tay lên. Và cái lạ ở đây là chúng tôi đã phối cho bạn là hai cái màu này nó đi với nhau, giữa kẻ với cả một cái hoa văn nó gọi là da bò, nó rất là trẻ con, nó rất là dễ thương, nó không bị là quá hộp theo kiểu fashionista, mà nó có cái gì đấy tôi nghĩ là nó khá phá cách và nó rất là dễ làm. Em thấy bộ trang phục này rất là đẹp, rất là muốn thử xem mình có hợp với bộ trang phục này không. Và chắc chắn là bạn sẽ được thử ngay bộ trang phục này. Cánh cửa của xưởng thời trang mở ra, xin mời bạn bước vào. Tôi thấy là bộ trang phục này thì đối với riêng tôi thì tôi thấy rất là yêu thích. Bạn có thể xoay một vòng đi qua đây để cho tôi nhìn ngắm rõ hơn được không ạ? Wow.
rất là đẹp. Cảm ơn bạn. Xích qua đây. Ôi tại sao lại xa tôi như thế? Đây. Các bạn khán giả chắc chắn cũng nhìn rõ ràng là cô ấy đã thay đổi như thế nào đúng không ạ? Thế nhưng bản thân mình thì sao? Khoác lên bộ trang phục như thế này thì bạn cảm giác như thế nào? Khoác lên mình bộ trang phục này em cảm thấy tự tin hơn hơn cả hai bộ trang phục trước mà em đã mặc. Thế nhưng là bạn có muốn nhìn ngắm lại cả ba bộ trang phục, ba hình ảnh mà chúng tôi đã biến đổi bạn không? Em rất muốn ạ. Xin mời. Em thấy rất bất ngờ khi mà được thay đổi nhiều kiểu trang phục như vậy. Và ngày hôm nay không biết là bạn có học hỏi được gì về thời trang chưa ạ? Em nghĩ rằng sau hôm nay thì em sẽ có cho mình một cách chọn trang phục đúng với thời trang hơn. Và sẽ phù hợp hơn với từng cái không gian mà chúng ta đi đến đúng không ạ? Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón chiếc gương sự thật để xem bạn Huyền của chúng ta sẽ lộng lẫy như thế nào các bạn nhé. Và bây giờ sẽ là thời gian rất là thú vị dành tặng cho bạn, bởi vì bạn sẽ được nhìn ngắm mình với bộ trang phục này. Chuẩn bị 1, 2, 3 để xong quay. Cô gái nào trong gương nè? Khác với em, rất khác với em thường ngày. Bình thường thì em rất là hiền, mọi người cũng nhận xét em thế á. Em nghĩ là thời trang hơn, cá tính hơn, phong cách hơn ạ. Một chút xíu mạnh mẽ hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà gì, tôi đang thấy bạn xúc động phải không ạ? Và tôi hy vọng rằng là với phong cách này sẽ giúp cho bạn tự tin hơn trong cuộc sống và bạn sẽ thành công hơn nữa với những công việc mà bạn sẽ lựa chọn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và các bạn thân mến, với chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là khi các bạn tham gia vào những buổi dạ tiệc thì chúng ta muốn trở thành ai? A, đó chính là một người nổi bật là tâm điểm của bữa tiệc ấy. B, đó chính là một cô bé lọ lem, cô đơn một mình. Chúng tôi nghĩ rằng khi mà các bạn tham gia vào những buổi dạ tiệc như thế thì các bạn nên lựa chọn những bộ trang phục sao cho phù hợp với cá tính của bản thân mình nhất. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn sẽ nổi bật và là tâm điểm để giúp cho tất cả chúng ta sẽ có được một sự tự tin nhất định với những cái không gian như thế. Và hãy luôn luôn theo dõi Sử Thời Trang để cập nhật thêm nhiều hơn kiến thức thời trang hơn nữa. Và chúng tôi phải nói lời cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn ủng hộ tinh thần cho Sử Thời Trang. Và cảm ơn bạn Huyền rất nhiều. Chúc cho bạn sẽ luôn luôn tự tin hơn nữa trong cuộc sống bạn nhé. Còn bây giờ chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và tôi là Minh Xuân của Xưởng Thời Trang.